Được rồi, trước khi vào video này thì mình có một cái vấn đề rất là quan trọng muốn nói với mọi người. Đầu tiên là mình muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn khán giả, một bạn hội viên trên kênh của mình. Đó là bạn Lê Thành Phát. Bạn ý hôm qua có gửi tặng mình một cái super thanh và bạn ý cũng có nhắc nhẹ là hôm nay là sinh nhật của bạn ý, nên là mình đã cảm ơn trong cái video buổi tầm trưa này luôn. Đấy, thì mình cảm ơn bạn đã gửi tặng cho mình cái super thanh này. Và hôm nay sinh nhật bạn đúng không? Thì mình chúc bạn sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thật nhiều may mắn và thành công nhé. Tiếp theo là mình muốn nói về cái vấn đề chuyên môn hóa. Như các bạn đã biết thì chuyên môn hóa thường thường nó cho những cái giải thưởng ACOIN đúng không? Đấy, 100, 200, nhiều nhất thì là 300 ACOIN. Thì ở đây nó gặp phải một cái vấn đề là có những cái đồ mà nó bắt các bạn làm chuyên môn hóa mà các bạn không nâng cấp. Đấy, nó rất là thấp sao và nó sẽ gặp khó khăn. Và nếu mà mọi người kiểu cái lắp full hầm mà có một cái đồ 3 sao chẳng hạn ấy, thì sẽ rất là khó chơi đúng không? Thì cái giải pháp ở đây là mọi người sẽ phải hạ lực chiến. Còn nếu mà không hạ lực chiến ấy, thì sẽ rất khó để làm. Đấy, rất khó để làm. Thì ở đây mình muốn nói là mình muốn xin phép mọi người. Đấy, mình nhấn mạnh là mình muốn xin phép mọi người nhá. Là cứ mỗi cái đợt chuyên môn hóa kiểu... Cái này thì mình cũng không thể nào gọi là xem đồ hết các cái thành viên trong clan của mình ấy. Nhưng mà mình muốn xin phép mọi người là cứ đến những cái đợt chuyên môn hóa ấy, mà trong clan của mình ấy, có bạn nào mà người ta khó khăn trong cái việc là làm nhiệm vụ chuyên môn hóa để người ta lấy ACOIN ấy, thì mình xin phép các bạn là cho thành viên clan của mình được hạ lực chiến để hoàn thành cái nhiệm vụ đó để người ta lấy cái số lượng ACOIN. Và sau khi cái thời gian chuyên môn hóa kết thúc ấy, thì mình sẽ bắt buộc là thành viên trong clan của mình sẽ phải quay trở lại lắp full lực chiến bắt đầu. Đấy, mình chắc chắn là sẽ không để gọi là thành viên trong clan của mình gọi là hạ lực chiến để cày giải đấu, để gọi là kiểu đàn áp những cái bạn mới chơi ấy. Nhưng mà mình muốn xin các bạn là cho những cái người thành viên trong clan của mình ấy, được hạ lực chiến nếu như mà có cái chuyên môn hóa mà các bạn ý đồ kiểu quá là ít sao ấy. Có một số bạn có những cái khẩu mà nó, ví dụ bạn ấy mua 1 sao, 2 sao thôi, hoặc là cao hơn là 3 sao thôi, nhưng mà hầm chứa của bạn ấy có thể là 9 hoặc 10k lực chiến rồi chẳng hạn, thì lắp vào tất nhiên là nó bắn không được đúng không? Cũng chắc chắn là không được rồi. Hoặc ví dụ như có chuyên môn hóa về con Eclipse chẳng hạn, mà bạn ấy chỉ có con Eclipse 3 sao thôi, mà trong khi đó là hầm của bạn ấy là toàn là 5-6 sao, những cái đồ 5-6 sao rồi, thì tất nhiên là lắp một con Eclipse 3 sao vào thì nó sẽ gặp khó khăn rất là nhiều, khó khăn rất là nhiều. Nên mình muốn đầu video này mình nhấn mạnh, mình nhắc luôn là mình muốn xin phép mọi người cho thành viên trong clan của mình được phép hạ lực chiến khi mỗi khi mà có chuyên môn hóa các bạn nhé. Và tất nhiên nếu mà các bạn gặp thành viên trong clan của mình ấy hạ lực chiến ấy, thì việc đầu tiên các bạn là các bạn cứ bỏ qua đi, các bạn đừng tấn công người ta. Mình cũng sẽ nhắc nhở thành viên trong clan của mình là gì, là làm nhiệm vụ chỉ tập trung làm nhiệm vụ thôi, không được có tính hiếu thắng, cố gắng trêu đùa, cố gắng gọi là truy đuổi những người chơi khác. Đấy, để mọi người yên tâm là cho dù có gặp những người trong clan của mình ấy, các bạn cứ làm việc của các bạn đừng quan tâm đến những cái bạn ý là được. Đấy, mọi người đừng cố gắng kiểu, mọi người đừng cố gắng có cái ý thù hằn rồi là truy đuổi các bạn ý ấy, thì các bạn ý cũng không đụng gì vào mọi người nhá. Đấy, cứ hòa bình, ai có điểm thì người farm, không quan tâm đến nhau thì mọi thứ nó sẽ một cái trận đấu trôi qua rất là êm đẹp nhá. Thì đầu video mình muốn xin phép các bạn là như vậy nhá. Hello mọi người, cái video hôm qua mình có đăng về cái sự kiện chuyên môn hóa của con Zephyr này này. Thì có cái bạn khán giả, bạn ấy bình luận trên kênh của mình khá là dài. Bạn ấy bảo là thì con này lâu rồi mình cũng không làm ấy, mới cả có vài cái combo nó dị dị thì mong là mình làm cho nó vui. Thì mình cũng nghĩ trong đầu là con này lâu rồi mình cũng chưa có làm thật. Mình định làm với một vài cái kiểu là bộc phá này, bộc phá hoặc là và xoáy siêu pháo ấy, nhưng mà mình thấy ấy, mấy cái ý mà chơi 5v5 nó kiểu ví dụ mà pháo xoáy á, pháo xoáy mà vào cái bản đồ 5v5 nó nhiều cái nóc, nhiều cái trần ấy thì mình không chơi nổi. Còn chơi với siêu pháo 12 của mình thì hiện tại nó level 2 nó rất là yếu ấy. Nói chung là hiện tại cái siêu pháo 12 mình yếu ấy.
Còn chơi khẩu bộc phá, chơi khẩu bộc phá thì mình thấy là nó cũng khá là bình thường ấy. Nên là mình ngồi suy đi tính lại thì mình nghĩ là chơi tia trọng lực này này cho nó khác bọt chút xíu nha. Hy vọng là các bạn thích. Đấy, mình vừa mới nhắc vào mồm xong. Vào cái bản đồ này đây. Đây, cái bản đồ này mà chơi pháo xoáy thì vỡ mồm luôn. Ông lao pháo xoáy, vỡ mồm. Đấy, thế nên là cái pháo xoáy á, cái pháo xoáy mà chơi 5v5 này hên xui lắm. Và những cái bản đồ này thì chán cực kỳ luôn á. Đây là chọn tia trọng lực này là hợp lý nha. Thôi rồi, mình chơi cái bắn cái gì á. Ok. Có cái bạn ý bình luận trên kênh, bạn ý hỏi mình là thế ví dụ chơi 5v5 này mà thoát trận có được hay không. Thì mình cũng đã thử nghiệm rồi và nó thành công các bạn nhé. Các bạn có thể thoát trận được, nhưng mà với cái điều kiện ấy là các bạn phải chơi cái trận đầu tiên có nhiều điểm hạ gục thì cái trận thứ hai các bạn có thể thoát được. Cái này mình đã thử và đã thành công nha. Ví dụ trận đầu tiên này mình hạ được tầm chục mạng đi. Đấy, thì sang trận thứ hai mình có thể thoát luôn. Thì khi mà nó kết thúc thì nó vẫn cộng điểm cho các bạn nhé. Đấy là một cách, một cái mẹo để các bạn có thể làm nhanh. Đó, thường thường là một cái hiệp 50 năm là cần chơi 2 bàn đấu đúng không? Mọi người hoàn toàn có thể chơi 1 ván thôi. Đấy, hiện tại mình được có 5 điểm này. Hiện tại mình được 5 điểm này thì mình cố nhá. Mình cố được tầm chục điểm nhá. Thật ra cái này nó cũng theo cái bảng của các bạn nữa. Ví dụ, từ từ nhá, mình hạ con này cái đá để anh không đây. Kìa, không được rồi. Cái này đi. Rồi nhá. Ví dụ mình bật cái bảng này lên, mình đã được 6 điểm và những cái con boss trong bảng của mình toàn 1-2 điểm thôi. Thì bây giờ hoàn toàn mình có thể thoát nhá. Rồi, bây giờ 7 điểm rồi đấy. Cố chục điểm này, cố chục điểm nhá. Ok nè. Được rồi. Được thế nào? Được đấy. Ôi, không được rồi. 25 giây thế này. Mình nghĩ cũng được đấy. Được đấy. Mình nghĩ là mình MVP chắc bên này rồi đấy. Không sợ đâu, 13, 14 nha. Sang hiệp 2 thì mình sẽ thoát nha. Sang cái hiệp số 2 thì mình sẽ thoát. Bắt trận cho bạn xem nha. Một cái mẹo để giúp các bạn làm nhanh nhiệm vụ thôi. Giúp các bạn làm nhanh nhiệm vụ. Rồi ok. Bây giờ sang cái hiệp thứ 2 này thì mình sẽ thoát nè. Sang cái hiệp thứ 2 này mình sẽ thoát. Mình cứ ra bắn một phát á. Chả không người lươn thoát ngay nó cũng hơi buồn nhá. Vướng thế nhỉ. Bản đồ này khá là vướng nhá. Thêm bản đồ này. Còn clip này thì thôi. Dẹp luôn cho mấy cái này. Cái gì đấy. Con này. Rồi. Tạc định buồn này. Mất cái này xác định luôn. Rồi sau đây thì mình sẽ thoát nhé. Từ từ. Phải hủy hết mech các bạn nhé. Hủy hết mech. Cái ở đây mình khuyên các bạn là nên hủy. Chứ đừng có còn mech mà thoát nhé. Đấy, các bạn phải ra cho nó. Cho nó hạ hết đi. Các bạn ra cho nó hạ hết đi. Được, các bạn hủy thì mình nó mới an toàn nha. Đó. Bạn đây, anh bạn đây, bạn đây. Ngại làm gì nữa. Ui dồi, yếu thế. Rồi, sau đây thì mình sẽ thoát trận nhé. Sau đây thì mình sẽ thoát trận. Thoát trận này. Ở đây thì 5v5 nên là khi các bạn hết robot mà vẫn đến tiếp nhé. Thì mình có 2 hiệp mà, mình thoát này. Đó. Bây giờ mình vào đây nhá. Mình vào đây này. Ok, mình bấm này. Ở đây đang là 11 nhé. Đây đang là 11 các bạn nhé. Mình vào mình chơi trận tiếp theo luôn này. Rồi, chúng ta đến với trận đấu thứ hai liên tiếp của mình nha. Đấy, như mình đã nói rồi. Thế này mà chơi pháo xoáy là vỡ mồm ngay. Chơi pháo xoáy là vỡ mồm ngay. Chơi pháo xoáy là cực kỳ là nguy hiểm nha. Và những cái bản đồ này thì chơi chán lắm. Mình sẽ không đi ra giữa kia đâu. Đi ra giữa kia nó đen lắm các bạn ạ. Đi ra giữa này đạn lạc nhiều lắm. Đây, mình đứng ở đây nha. Các bạn hoàn toàn có thể đứng ở đây. Không cần lên cao làm gì. Rồi, sẽ có con nó ra chơi các bạn ạ. Đấy, chưa gì. Mình chán không có chuyện này. Bị vạ lây á. Mình bị vạ lây luôn. Úi trời ơi, úi trời ơi. Đau quá, nó lập sau lưng. Một con à. Đây có con nó ra nha. Rồi ok, khống chế nha. Được. Thời gian khống chế là đủ để cho cái dấu ấn tia trọng lực nó nổ nha. Thế lại có con nữa nó ra đây thôi. Yên tâm đi. Đấy các bạn thấy không. Từ từ nha. Hai chục. Đó. Nổ một phát này rồi. Nổ hai phát này.
kịp nha. Tuy rằng thời lượng khống chế của mình không có cái ghép gia tăng đâu, như là 3 giây là cũng đủ rồi. 3 giây là cũng đủ. Một con viên đó nha. Ui ui ui, khống chế luôn không nó. Không phải chơi mình nha, khống chế luôn. Gia tăng 30 mét nha. Ok, ok, bình tĩnh, sợ thế. Lúc đó mà mình cứ gần gần nó là nó dùng kỹ năng là mình mất một lượng HP đấy. Trận này thì mình sẽ không thoát nha, để mình kiểm chứng cho các bạn xem nha. Ui ui, tàu bạo tố nó nổ. Ui ui, cái này thơm. Nemesis rồi, trận này mình không thoát. Rồi, một con Aren nha. Đơn giản thôi, đó. Được đấy, các bạn hoàn toàn có thể chơi tia trọng lực. Ui giời, tàu bạo tố tiếp, tàu bạo tố tiếp này. Các bạn hoàn toàn có thể chơi tia trọng lực thay cho khẩu vòng cung nha. Mình thấy rất là tốt đấy. Mình sẽ khống chế con này này. Được, ok. Tiếp tục con này này, đang có khiên của Aegis nha. Tự tin nha. Ok luôn. Perfect. Có một con Windock này. Tự tin nha. Ở đây mình nghi là có một con ra đây này. Rồi, win rồi. Tốt. Tiếp tục ra Zephyr nha. Kết thúc trận này mà mình nảy lên vừa nãy là bao nhiêu nhỉ? Vừa nãy 11 đúng không? Vừa nãy là được 11 ván win rồi đúng không? Mình nhớ là 11 ván á. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. 20. Ôi, đợi này nó đi cái đã. Hơi vướng nên mình không dám ra các bạn. Vướng quá. Ra là ăn đạn lạc vỡ mồm ấy. Cứ bình tĩnh nhá. Sẽ có con nó ra đây thôi. Rồi gì vậy á, cứ bình tĩnh. Không phải vội. Đâu rồi, cái tròn. Đấy, đấy, thấy chưa, các bạn thấy chưa? Khống chế luôn nha, ra này, 3 giây để nổ nha. Một này. Thôi không được, còn không được, nó cũng nó có khiên. Ôi may quá. Mình lăng ba viên bộ mình né được. Sau đó nó có khiên á, lần sau mình phải chú ý hơn nha. Mấy cái con Sentinel này nó bật khiên lên là mệt. Tại vì cái tia trọng lực là nó bị cản lại bởi khiên nha các bạn nhé. Nó cũng giống như ba cái tia khác nha. Con này, con này, mình tự bình đến 4321. Từ từ, con này nó sẽ ra chơi mình không? Không nên đi ra nha, cứ đứng ở đây các bạn nha. Có con nó sẽ đi ra của này đấy. Đây, mình nói rồi. Đó. Cứ đứng ở đây thôi, đừng có hấp tấp vội vàng làm gì cả. Đấy, thấy chưa? Mình lại một con Sentinel nữa, thì đợi nó chơi nhau. Đó. Ui. Mình bị cái phạm vi nổ của cái khẩu pháo bạo tố này á. Cay á. Cay thực sự. Cho các bạn xem bộc phá. Bộc phá nó dã man lắm. Một dã nè. Là sắc. Ôi kẹp kẹp kẹp. Ôi vẫn tìm như đang chậm nữa. Ôi. Cái pháo băng á, khó chịu thật chứ. Cay á. Gần hết trận rồi. Đâu rồi ta? 321 hết rồi đấy. Nãy là được 11 quá là ván à. Tính cả ván này sẽ là 12 nha. Đấy các bạn không, 13 này. Các bạn thấy chưa? Đấy nó lên 13 rồi đây này. Nãy là 11 nhá. Cái đây này, trận vừa nãy mình thua nha. Cái lúc nãy là 11, cái lúc mình thoát trận ấy là 11. Thì mình thắng cái trận mình thoát ấy. Kiểu cái trận mình thoát ấy, nó MVP ấy, thì mình được lên 12. Và cái trận vừa rồi mình chơi win từ đầu đến cuối thì nó lên 13. Đấy nên các bạn có thể yên tâm rằng là mọi người chơi được một cái hiệp đấu đầu tiên của 5v5, các bạn cảm thấy là tự tin là đã MVP rồi thì sang cái hiệp đấu thứ hai các bạn hoàn toàn có thể thoát trận luôn. Nhưng mà ở đây các bạn phải thoát trận theo cái cách là các bạn hủy hết robot rồi các bạn ra một cái con cuối cùng cho cái bên kia nó tấn công, nó ăn đi. Đấy, để hầm chứa các bạn không còn con nào nữa, lúc đó thì các bạn mới thoát nha. Đó, thì một cái mẹo rất hay giúp các bạn tiết kiệm nhanh thời gian nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với... Ui giời, team 2 à? Khó ăn nhỉ? Cái này phải chơi cối thôi các bạn ạ. Biết sao bây giờ? Phải chơi cối thôi. 3, 2, 1, go. Bản đồ này mà không chơi cối thì người ta chửi. Đấy, chạy. Ui. Trời ơi, được cái double, được cái triple kill luôn ạ. Mình cắm đầu cắm cổ chạy á. Bạn này thì cầm con Redog. Quỳnh cười. Monster kill luôn ạ. Vẫn còn nha. Ơi. Phối tên lửa nó vẫn không gọi là he's the best. Con clip này nó làm được trò con bò rồi đấy. Có bị săn mình à?
Đừng, đừng để nó săn mình. Đừng để nó săn mình. Ok kìa. Ok kìa, đừng để nó săn mình. Xong rồi. Ui giời. Đây, anh bạn này cũng ra phơ cối à. Có nhỉ. Chịu hay chưa biết sao rồi. Mình nói chung là khó lắm. Bản đồ này gặp cối thì thôi các bạn ấy xác định chưa là cái quái nào nữa. Nổ đi. Khó lắm. Bản đồ này không có mất cối gì. Mình bạn kia may mắn cơ. May mắn vào được cái bản đồ này. Không thì có đấy. Cái bản đồ này. Bản đồ này nó có cối thanh niên. Ui đau quá. Đừng, đừng bắn nữa anh ơi. Ôi không được nè. Ôi giời, nó cứ tê đầu mình nó ném rồi. Ôi. Ê sợ ơi, cay thế nhở. Không ngờ, mình không ngờ là có người dùng cối á. Cay thiệt sự. Thời với các bạn luôn á, là phải đến cả mấy tháng nay rồi mình chơi mình không gặp ai dùng cối cả, nên mình cũng rất là tự tin á. Mình rất là tự tin kiểu không bao giờ mình gặp ai chơi cối. Thế mà cái trận này mình gặp mình cay này. Mình phải hạ được cái con cối nhá. Mình phải hạ được cái con cối á. Mình yên tâm được. Mình phải hạ được cái con cối á. Nào đi ra. Đâu rồi? Cái con cối đâu rồi? Cái con cối đâu rồi? Mình phải có tầm nhìn á. Nó vẫn đứng ở đây này. Nó vẫn đứng cái chỗ ý á, nhưng mà Đây mình thấy nó rồi. Mình thấy nó rồi. Đây nó đây. Chạy đây, chạy lên quận. Rồi nha, bình tĩnh, mình phải hạ được con cối này nha. Mình phải hạ được con cối này bằng được. Bằng mọi giá. Ôi, nó mất tầm nhìn rồi. Hay thế nhỉ. Nó mất tầm nhìn rồi. Đâu. Vẫn chưa nhìn thấy nó. Vẫn chưa thấy nó các bạn ạ. Nó đâu rồi? Nó vẫn đứng đây nó ném này. Yeah. Rồi, sao nó nhìn thấy mình rồi. Cay thế nhỉ. Nó ở đâu nhỉ? Vẫn chưa nhìn thấy nó. Nó vẫn đứng ở đây nó ném này. Mình phải cái gì thanh niên? Thằng này nó khôn thế nhỉ? Ok. Đâu rồi? Mình cần nhìn được. Đây rồi. Thanh niên chạy hộ cái. Chạy hộ với chúng tôi nè. Vậy có con cối đứng ở nhà mình bắn lên lên. Nào đi ra đây. Đi ra đây. Rồi xác định luôn. Rồi. Anh Yên thì xác định luôn. Cho thằng chúng ta. Ok. Nó phải thế chứ. Mình ra muộn một chút nha. Mình sẽ spawn muộn để cho cái thanh niên kia ném tân cối đầu tiên đi cái đã. Rồi nó ném rồi đấy. Rồi nó ném cả hai tân rồi đấy. Kìa, thấy quái nào? Mình phát con này. Đấy xong rồi, lỡ rồi. Biết sao rồi, lỡ rồi. Mình định ra con cối đầu tiên để hạ cái con cối kia đi. Nó lại ném mình ấy, cay thế nhở. Cứ để đầu mình nó ném thôi. Cay thế nhở. Mình quên mất mình. Cái lúc ý mình phải ra. Né hộ. Chưa được nha, chưa hạ gục được nó đâu. Đây này, nó ở đằng này này. Mình chưa có tầm nhìn á. Nó ở đằng này này. Cái thanh niên này rất là khó chịu nhá. Làm gì nhau. Rồi xong rồi. Ui, bỏ cho mình qua. Cái thanh niên kia nó cứ dùng shot nó. Nó có dùng shot nó uy hiếp mình á. Nên là mình phải chạy. Chạy ra một cái khỉ gì. Có một con đây này. Rồi xong rồi, bị vây bắt nó làm.
Chậm rồi, chịu nha. Nó cứ có cái con ấy kia nó ra nó lấy tầm nhìn của mình ấy. Mình chịu. Bây giờ phải ép vào, đâu rồi. Bắn mà. Không được. Nghe chừng những trận này thua rồi. Chả biết mình có AVP hay không nữa. Trận này thua rồi. Đâu rồi. Bạn thấy khó chịu không? Không chạy được. May mắn. Rồi à, mình không được MVP trận này à? Bực mình thật đấy. Rồi à, làm trận nữa nha các bạn nha. Bản đồ này mà ném cối vào mắt. Bản đồ này thì 3, 2, 1, go. Ok. Let's get things started. Mình nghĩ là mình sẽ thử lên đây. Mình thử lên đây phát xem nào. Rồi. Đây, con này nó dùng nhanh, không sợ. Các anh bạn. Ui, thơm. Thank you nhá. Thank you Vinamilk. Rồi. Ngập mồm. Nó cứ gọi là ngập mồm luôn nhá. Hello. Đào. Em có cái dạng nào và cái dạng nào nữa. Ok. Trên đầu mình có đó, chuẩn luôn. Ui. Cái gì vậy nhá. Ui. Thế thì còn làm ăn cái gì nữa. Không biết được bao nhiêu điểm rồi nhỉ. Được khoảng 5 điểm mà với cái team này chắc nó còn MVP thôi nhỉ. Rồi mình thoát luôn thôi. Rồi chơi nốt trận này. Mình chắc chơi nốt trận này rồi mình kết thúc video ở đây nhé. Ơ kìa. Bắn cho nó giác ngộ luôn. Giác ngộ nhanh còn kịp. Khỏe lắm. Được rồi. Lại ra nhìn. Giác ngộ nha. Cho nó tỉnh giấc luôn. 3, 2, 1. Rồi, nằm lại à, thôi mình nghĩ mình đứng ở đây đi. Dù gì đây cũng là cái combo tầm xa mà. Chẳng dại gì đúng không? Đây rồi. U. Có chiếc phết. Ok à. Thế đây phải nào. Một cháu. Hai cháu. Rồi, toàn Sentinel đi. Rồi, để ba cháu không đấy. Khôn thế. Rồi ba cháu nha. Con Sentinel này khôn dã man. Từ, cho nó hết kia nữa. Rồi ok nha. Rồi nha, tiếp tục nè. Rồi nha. Đấy, đứng đây có phải thơm không? Đừng ngay. Ôi kìa. Thế nào mà lại thành hỗ trợ rồi. Được nha. Tốt. Hello bạn nhỏ. Ôi, may mắn đấy. Nhưng mà làm gì có lần 2. Không có lần 2 đâu bạn ơi. Có lần 2 đâu. Kìa. Ok kìa. Cái con này nó cứ đến nhà mình khó chịu phết nhỉ. Bây giờ bình tĩnh. Ôi, bình tĩnh. Ôi, bình tĩnh. Ôi, thế nào. Ô, ngon nha. Tuyệt vời. Con này dùng cái skill chạy nhanh còn kịp. Thế mà được Ramtay rồi kìa. Ui, mình cứ đường con lai nhá. Đây. Hello bạn ơi. Cho mình soi cái bạn ơi. Thôi bạn chạy nhanh thế. Chạy nhanh không tàn nổi. Rồi, con lai rồi nha. Ôi này. Ui rồi, cái gì đây.
toàn đồ văng đến tận mồm này không ăn. Ui, hết đạn rồi. Hết đạn rồi. Mình nghĩ là mình thoát trận thôi. Cũng 19 điểm rồi, MVP chặt thì đến đâu nhé. Đổi mech nha. MVP là chắc rồi. Phải phải 3 đúng không? Bắn rồi. Ok nha. Thoát trận này. Được rồi, video của mình hôm nay đến đây thôi. Mình làm cho các bạn một cái combo rất là thú vị. Zephyr tia trọng lực 12. Nếu mọi người nếu mà mua tia trọng lực 12 dưới cái khung lực chiến thấp ấy thì các bạn hoàn toàn có thể gắn một bên tay. Nên mình tin là nó cũng khỏe thôi, không yếu đuối gì đâu. Nếu mà các bạn cảm thấy con Zephyr các bạn nó yếu ấy, nó cận chiến khó ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể chơi như này nha. Chơi được, không sao mọi người ạ. Còn về cái này thì mình sẽ phải cần thời gian mình cày thêm thôi, nhưng mà với cái khả năng là chơi một trận rồi thoát ấy, chơi một hiệp đấu, chơi một ván đấu rồi thoát ấy thì nó sẽ nhanh thôi, không hề lâu các bạn nha. Hẹn chúc các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ nha. Và nếu thấy video hay hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.